Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố bị can Võ Thanh Long và 9 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 160 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, Long cùng với hai người khác góp vốn thành lập công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt và công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng tại tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, công ty Ước Mơ Việt thua lỗ, ngừng hoạt động. Lúc này, Long biết dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu Hậu Giang mà công ty bất động sản Cao Thắng ký hợp đồng chuyển nhượng từ một doanh nghiệp với giá trị 26 tỷ đồng, chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý, chưa được cấp phép xây dựng, hoạt động. Nhưng Long vẫn cấu kết với các đồng phạm thổi phồng giá trị sang nhượng dự án này lên 700 tỷ đồng để kêu gọi hợp tác đầu tư. Từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019, Long và các đồng phạm đã lừa đảo trên 160 tỷ đồng của 817 người ở nhiều nơi trên cả nước.